chào các bạn. Trong video 028, mình đã chia sẻ với mọi người cách mà mình ủ phân gà hữu cơ bằng lá cây khô và cũng rất là chi tiết những hình ảnh mình đảo trộn thùng phân để đẩy nhanh quá trình phân hủy của cái thùng ủ này rồi. Video hôm nay mình xin quay lại hình ảnh mình thu hoạch cái thùng ủ phân gà hữu cơ này để bón cho các thùng rau trên vườn sân thượng nhà mình. Và qua các công việc làm vườn hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn về cái lợi ích của phân gà ủ hoai mục và cái cách mà mình bón phân cho các thùng rau trên sân thượng nhà mình nha. Và chúng ta cùng bắt đầu vào video hôm nay luôn nha. Đầu tiên thì các bạn hãy cùng mình mở cái thùng ủ phân gà hữu cơ này ra và mình sẽ bỏ cái tờ báo mình che phủ ở trên cùng ra. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Hôm nay là ngày 19 tháng 5 và cái ngày mà mình bắt đầu ủ cái thùng phân này là ngày 18 tháng 4, tức là hôm nay đúng tròn một tháng từ ngày mình bắt đầu mình ủ cái thùng phân gà này. Đây chính là cái hình ảnh của một cái thùng ủ hoàn thiện mà nó đạt cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là nó rất là khô ráo, nó không bị đọng nước, nó không bị ẩm ướt nhão. Cái chất ủ ở trong thùng thì nó rất là tơi xốp, nó mềm mịn, tơi xốp mềm mịn. Và cái mùi của cái thùng phân ủ này là nó có mùi thơm của đất. Nó là mùi thơm của đất nha các bạn, chứ nó không còn một chút cái mùi nào là mùi của phân. Và cái màu của cái thùng ủ này thì các bạn nhìn thấy là nó có cái màu đen sậm đúng không ạ? Và nó dưới cái ánh nắng thì nó gọi là một cái màu đen nó óng ánh luôn, nó rất là đẹp. Đấy, khi mà các bạn ủ được những thùng phân nó đạt tiêu chuẩn như những thùng ủ như thế này thì các bạn đảo trộn, các bạn dùng tay các bạn đảo trộn những thùng phân này thì các bạn sẽ cảm nhận được và các bạn sẽ hiểu là tại sao người ta so sánh những cái thùng phân ủ, những cái phân ủ tại nhà, những cái phân ủ mà mình có thể làm được ấy ạ, nó giống như là vàng đen, nó quý giá như là vàng đen đối với cái người làm vườn. Và các bạn có biết là cái phân gà hoai mục thì được đánh giá là một trong những cái loại phân chuồng mà tốt nhất. Nó tốt hơn là phân bò, phân dê, phân ngựa, nó tốt hơn tất cả. Bởi vì thứ nhất là trong phân gà ủ hoai mục thì cái hàm lượng nitơ, kali, phốt pho và canxi là nó cao hơn so với những cái phân chuồng khác. Và khi chúng ta ủ phân gà cùng với lại rất là nhiều các cái chất hữu cơ nâu, như là mình đã ủ ở cái thùng này là mình dùng rất là nhiều lá cây để mình ủ, thì trong cái thùng phân gà này nó còn rất là giàu cái chất hữu cơ nữa, đúng không ạ? Và cái phân gà ủ hoai mục thì nó không những cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng mà nó còn được, nó còn hoạt động như là một cái chất để cải tạo đất trồng, nó còn nuôi cái đất của mình nữa, nó rồi nuôi rất là nhiều các cái loại vi sinh vật và các cái loại côn trùng là sống trong lòng đất để nó đảm bảo cho mình có một cái thùng đất tốt. Và bây giờ thì mình sẽ xách cái xô sơn đầu tiên đi và mình sẽ bón cho các cái thùng rau sân thượng nhà mình. Cái thùng rau đầu tiên hôm nay mình sẽ bón cái thùng phân ủ này đó là cái thùng rau muống ạ. Cái thùng rau muống này thì mình đã trồng bằng phương pháp dâm cành và mình đã mới thu hái lần đầu tiên. Và hôm nay là mình sẽ sử dụng cái phân ủ này là mình bón cho rau và mình che phủ đất trồng luôn nha các bạn. Đấy thì nếu các bạn đã xem cái video che phủ đất trồng của mình thì các bạn biết rồi đúng không? Mình hay che phủ đất trồng bằng các cái chất hữu cơ nâu ở trên thùng rau và mình sẽ sử dụng, hầu như mình sử dụng là cành cây và lá cây mình che phủ. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái cách che phủ đất trồng khác nữa mà nó tốt hơn rất là nhiều ạ. Đó là các bạn có thể dùng phân ủ để các bạn che phủ đất trồng. Cách này thì là tuyệt vời đúng không ạ? Tuy nhiên thì mình nói thật là không phải lúc nào mình cũng ủ được những cái thùng phân như thế này để mình che phủ đất trồng, nên là thông thường thì mình sẽ che phủ đất trồng bằng thân cành và lá cây là chính. Thế còn thỉnh thoảng thì mình có những thùng phân ủ như này thì mình sẽ mang ra để mình che phủ đất trồng, và mình sẽ che phủ đất trồng cho thùng rau muống này luôn nha. Mình cứ lấp dày dày một chút ạ, các bạn cứ lấp dày dày một chút. Mình lấp dày đâu đó khoảng 2 đốt ngón tay nha các bạn. Và đây là cái thùng rau muống của mình sau 3 ngày ạ. Sau 3 ngày mình che phủ bằng cái thùng phân ủ thì các bạn thấy là cái ngọn của nó đã bắt đầu nhú lên rồi đúng không? Nó sẽ mọc lên rất là nhanh. Với cái cách mà mình che phủ đất trồng và mình bón phân như thế này thì cái thùng rau muống này thì đảm bảo là 2 đến 3 tháng sau là mình không phải bón cái gì cả. Và cứ thế là mình thu hái thôi ạ. Và cái thùng thứ hai mà mình bón hôm nay đó là cái thùng bên cạnh thùng rau muống luôn ạ. Nó là cái thùng mà mình trồng cây diếp cá và các cái cây ớt. Cái thùng diếp cá đây thì mình nhớ là mình trồng từ sau Tết rất là lâu rồi, cũng phải được 3-4 tháng rồi. Mình chưa bón cái gì cả.
Đấy, và mình cũng hái diếp cá ăn rất là nhiều lần. Còn cây ớt thì nó đã bắt đầu ra quả được một ít rồi. Thì hôm nay mình sẽ cắt tỉa. Đầu tiên là mình cắt tỉa toàn bộ cái diếp cá đi nha các bạn. Kể cả các bạn cắt hết đi và các bạn cắt tận gốc cũng được ạ. Và cái bên dưới cái đất ấy, thì cái cây diếp cá này nó vẫn còn cái rễ và cái thân cây ở bên dưới, thì sau này nó sẽ mọc nhánh lên và nó phát triển lên. Mình sẽ có được những cái nhánh, những cái chồi non, nó rất là bộ của cây diếp cá, nó chồi lên từ đất ạ. Và thứ hai là cái cây ớt này, thì các bạn trồng rau thì các bạn biết rồi, cái cây ớt này là nó rất là phù hợp với phân gà. Đấy, tuy nhiên là mình sẽ bón cho cái thùng ớt này ạ. Và hai cái thùng rau này là mình bón một cái xô sơn, một xô sơn của cái phân ổ này nha. Đó là hai thùng rau đầu tiên. Và tiếp theo là mình sẽ bón cho những cái thùng đất mà 70 lít của mình ở đây. Mình có bốn cái thùng rau này, thì cái vụ đông thì mình trồng đỗ cô ve leo, và ở phía dưới thì mình trồng một su hào. Sau khi mà mình hái đỗ cô ve leo thì mình để lại cái giữ lại cái gốc đỗ cô ve leo ở trong thùng đất. Và cái su hào của mình nó phát triển và nó ra là cái củ rất là to, đúng không? Các bạn xem video trước các bạn cũng nhớ lại cái hình ảnh của những cái thùng su hào, các bạn biết rồi. Thế và sau khi mà mình thu hoạch su hào xong thì mình tiếp tục mình trồng cây mướp ạ. Và đây, và mình trồng thêm, sau khi trồng mướp nó leo lên thì mình cũng trồng thêm một số cây, ví dụ như là mình trồng đậu bắp này, rồi mình trồng cà tím. Mình cũng trồng những cái cây cải xoăn cà le trên những thùng này. Nghĩa là mình trồng rất là nhiều cái loại cây ở đây rồi. Tuy nhiên thì sau khi mà trồng đỗ và trồng su hào đấy, thì mình cũng chưa bón thêm bất kỳ một cái loại phân nào trên cái thùng đất này. Và cái thùng đất này thì mình mới là đâu mình che phủ đất trồng bằng lấy cận lá cây. Thì chắc là cách đây khoảng hơn một tháng thì mình đã đi xin được một ít lá cây khô và mình đã che phủ đất trồng lên đây. Và hôm nay là mình sẽ tiếp tục mình phủ lên cái lớp lá cây ở phía trên, ở phía dưới này là mình sẽ phủ lên là cái phân gà hoang mục. Đó. Thì thông thường những cái thùng rau này thì mình đâu chỉ bón những cái phân ủ này trong khoảng là một vụ thì mình bón một lần. Có những cái vụ rau đó là mình cũng không bón luôn. Đấy. Bởi vì là mình thấy mọi người, đôi khi mọi người chia sẻ ở trên trên mạng ấy, mọi người hay nói là một thùng rau thì mọi người thường bón mình bón phân ấy là 4 ngày một lần, hoặc là một tuần một lần, hoặc là 10 ngày mình bón một lần. Đấy, nhưng mà với mình ấy thì nếu mà mình đã ủ những cái thùng phân gà hoang mục như thế này rồi, những cái thùng phân ủ như thế này rồi, thì mình chỉ bón gọi là một vụ rau thì mình sẽ bón một lần thôi ạ. Đấy, và những cái cây trồng mà nó cần cái chất dinh dưỡng hơn, ví dụ như cây mướp ở đây thì mình sẽ có thêm những cái, ví dụ như là mình đặt những cái thùng rác tại chỗ lên này. Rồi ở đây mình có một cái gói này chính là cái gói mà mình đã gói phía trong, nó là ốc lặn đấy ạ. Mình bón lên là mình đẩy thêm cái chất dinh dưỡng, nó tan chậm vào đây để mình cho cái cây này nó phát triển thôi. Chứ mình nói thật là cái vườn nhà mình á, mà mình cứ nhớ đâu là 4 ngày hoặc là một tuần mình đi bón phân cho nó một lần thì ôi giời, chắc là không làm những việc khác, đúng không ạ? Và cái việc mà mình bón phân như thế nào ấy thì các bạn cũng nhớ thêm là mình phải quan sát cái cây trồng của mình ạ. Chứ không phải là cứ đâu định kỳ là 4 ngày hay 5 ngày hay là 7 ngày hay là 10 ngày mình bón một lần. Mình nhớ là ngày xưa có một cái câu thường là các cụ mình hay nói là nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình, đúng không ạ? Thế thì các bạn phải quan sát cái cây trồng của mình để các bạn biết là cái cây trồng của mình nó đã cần phân bón hay chưa, rồi để các bạn bón cái phân cho cây, đúng không? Ví dụ như cái dấu hiệu của những cây là thiếu chất dinh dưỡng, đó là cái cây nó phát triển còi cọc, rồi cái lá của nó không xanh mướt mà nó bị nhạt màu đi, hoặc là nó bị vàng lá, rồi tía lá, đỏ lá, rồi nó héo. Thì các bạn nhìn thấy nó không phát triển tốt như là bình thường, tức là mình phải quan sát. Thì tại sao người ta nói là cần có kinh nghiệm ấy, bởi vì chúng ta làm, chúng ta phải quan sát những cây rau của mình. Ví dụ như là trước thì mình, sau khi mình hái ra cái thùng này thì mình thấy là 1-2 ngày nó đã nảy nhánh lên rồi. Nhưng mà lần này thì mình hái mình thấy là trời ơi, một tuần mà nó nhánh của nó nảy nó còn xíu xíu này. Rồi cây trông nó rất là còi cọc. Thế thì mình phải nghĩ ngay đến cái việc là một là cây nó bị bệnh, thứ hai là cây nó đang thiếu chất dinh dưỡng và mình phải bổ sung ngay chất dinh dưỡng vào cho cây.
Đó. Và cái đấy là các bạn phải để ý nha. Chứ còn mình đừng có làm vườn thì mình đừng có bị dập khuôn theo như là mọi người hướng dẫn ở trên mạng, là mình cứ nói là mấy ngày mình bón một lần, mấy ngày mình bón một lần. Đôi khi nếu mà bạn bón như thế thì nó sẽ bị thừa cái chất dinh dưỡng cho cây trồng, đúng không ạ? Và cái việc mà cái gì nó nhiều quá nó không tốt, cái đạm nó nhiều quá ở trong cái cây nó cũng không tốt ạ. Nó gây ra cái tình trạng là thừa đạm thì nó sẽ bị cháy lá. Rồi khi mà mình thu hái rau mình ăn, hay đặc biệt cái rau ăn lá đấy, mà nó tồn dư đạm ở trong cái cây trồng ấy thì nó cũng không tốt sức khỏe của chúng ta, đúng không? Thế là các bạn phải quan sát nha. Cái vấn đề chính là các bạn phải quan sát cái cây trồng của mình để chúng ta quyết định là chúng ta có bón phân hay không, và các bạn bón phân như thế nào. Và cái phương pháp của mình ấy, bản thân mình là một cái người rất là gọi là không chăm chỉ, thế là mình là người làm vườn là lười biếng, thế là mình sẽ chọn cái phương pháp là mình bón những cái phân ủ như thế này. Nó bổ sung những cái nguồn vi chất dinh dưỡng mà giải phóng chậm, nên là mình cứ từ từ mình hưởng thụ thôi ạ. Thì với cái thùng phân gà này thì hôm nay là cái với cái thùng phân gà hoai mục này thì mình đã bón được là đâu hai cái thùng nhỏ và bốn bốn và năm năm cái thùng lớn của nhà mình, thì năm cái thùng rau lớn. Thì các bạn biết là để ủ một cái thùng phân thì mình đã mất 1 tháng và mình cũng chỉ bón cho được 7 cái thùng rau thôi. Nhưng 7 thùng rau này mình bón một lần thế này là mình duy trì được cả cái vụ hè, và suốt vụ hè là mình sẽ không phải bón thêm cái gì cả. Sau này mình tiếp tục mình quan sát những cái cây mướp của mình, rồi những cái cây cà tím của mình sau này nó phát triển có tốt hay không. Nếu mà nó phát triển chưa tốt thì mình sẽ bổ sung thêm cái chất dinh dưỡng vào cho cái thùng đất thôi ạ. Chứ mình không bón kiểu như là 5, 7 ngày hay là 10 ngày nữa. Đó là cái cách làm việc của mình nha các bạn. Và cái việc ủ phân ấy là cái việc mà mình sẽ phải làm liên tục hàng ngày đấy. Sau khi mà cái thùng phân gà là mình bón hết rồi, có một vèo cả nó hết rồi đúng không ạ, là mình sẽ phải mình ủ tiếp những cái thùng tiếp theo để mình bón cho những cái thùng rau khác đấy. Chứ còn bạn nào mà nói là cái thùng rau của mình là nó tốt lắm mình chỉ cần tưới nước thôi mà nó tốt, không phải đâu ạ. Nó phải có chất dinh dưỡng ở trong đó đúng không ạ, và chất dinh dưỡng mình phải bổ sung liên tục. Và khi mà mình trồng rau, mọi người cũng nói đến rất là nhiều cái định nghĩa về rau organic rồi, cũng một lần mình nói rồi. Organic, bản thân cái từ organic trong tiếng Anh thì nó có nghĩa là chất hữu cơ đúng không ạ? Thế nên là các bạn nhớ lúc nào mình phải bổ sung nhiều chất hữu cơ vào trong cái thùng rau của mình. Cái chất hữu cơ thì nó phải luôn luôn ở ba dạng. Thứ nhất là cái dạng mà nó đã sẵn sàng để nó cung cấp cho đất trồng rồi. Thứ hai là cái dạng mà nó chuẩn bị nó phân hủy, và thứ ba là cái dạng mà nó còn lâu nữa còn phải đợi một thời gian rất là dài nữa nó mới phân hủy được. Nó phải ở ba tồn tại ba cái dạng như thế thì mới đảm bảo cho cái thùng đất của mình lúc nào nó có chất hữu cơ, và cái thùng rau của mình là nó nuôi luôn luôn, nó được nuôi bằng cái chất hữu cơ, nó nuôi lớn bằng cả cái chất hữu cơ nha các bạn. Hôm nay thì video của mình cũng rất là đơn giản, mình cũng xin chia sẻ cái hình ảnh thu hoạch cái thùng ủ phân gà hữu cơ, và cũng chia sẻ với mọi người cái cách mà mình bón phân cho các thùng rau nhà mình. Đó là mình bón phân một lần trong một vụ, và mình không có bón nhiều, và mình không có tưới bón rất là nhiều lần. Mình nghĩ là làm như thế nó rất là mất thời gian, và mình chọn cái phương pháp nào mà nó đơn giản mà nó hiệu quả hơn. Đấy, và cái thùng rau của mình thì các bạn nhìn các bạn biết rồi là cái rau của nó rất là tốt, và nó khỏe mạnh nữa, cái thùng đất của mình nó khỏe mạnh nữa. Thế là các bạn hãy cố gắng là mình ủ, mình sẽ tập ủ những cái thùng phân như thế này tại nhà nha các bạn. Bởi vì là đấy là cái sự khác biệt lớn nhất giữa cái phân hữu cơ với lại cái phân mà bón hóa học. Đó là cái phân bón hóa học thì nó chỉ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng thôi, để nó phát triển cái cây nitơ rồi lân rồi kali cho cây trồng. Thế nhưng mà cái phân ủ của mình ấy, nó không những cung cấp cả cây chất cho cây trồng mà nó còn cung cấp những cái thứ mà đất trồng nó cần để mình duy trì những thùng đất tốt cho không những vụ này mà còn vụ sau nữa. Đó là cái quan trọng nhất ạ. Bởi vì mình làm vườn thì mình không thể làm một lần đúng không là hết, mà mình sẽ cần là làm mùa này qua mùa khác, và mình cần là vụ này qua vụ khác. Với cái thùng rau này làm nó hết rồi thì mình tiếp tục mình trồng thùng rau khác nữa đúng không ạ? Và cái video hôm nay thì mình cũng xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hy vọng là các bạn nhặt nhạnh được một chút cái thông tin và cái kinh nghiệm
thực tế mà mình đã làm để cho cái khu vườn sân thượng của các bạn, để cái công việc làm vườn của các bạn là nó cũng nhàn hơn và nó đơn giản hơn và nó đỡ phức tạp hơn. Chứ mình thấy nhiều người làm vườn vất vả vô cùng. Các bạn đừng nghĩ là lúc nào mình cũng chăm quá như thế nhà, cũng như thế rất là vất vả. Đấy, và mình xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye mọi người nha, và hẹn mọi người ở trong video tiếp theo. Bye bye.